mang về cho mẹ, mang về còn cho đâu, mẹ. Còn đâu, còn đâu. Còn hết. Đây máy làm bánh dày này, công suất 1 giờ chờ 100 đến 300 cân. Đây rất hiểm mịn nha. Đây rất chuyển mình nha. Máy làm bánh dày nha, công suất 1 giờ là 100 đến 300 kg đây, một giờ. Đây, đây. Đầu 32. Đây. Để rút cái xoắn cho người ta nhìn thấy. Chạy đầu 32. Bằng inox. Chất liệu bằng inox. 1 giờ công suất 100 đến 300 kg trên 1 giờ. Đây, motor điện 3 pha. Đây bộ phận trong đầu đùn. Đây rút xoắn. Đây chút xoắn. Nóng. Cần nóng, cần nóng bao. Nóng. Nóng các bạn. Đây đây đầu đùn chục xoắn. Chạy êm. Chục xoắn. Rồi. Chạy rất êm luôn. Đấy. Đây bánh dày, vừa mình vừa chạy xong bánh dày đây. Đây rất là rẻ này. Đấy. Máy này thì có chiều cao là 85 phân. Chiều cao là 85 phân. Còn đây bề ngang. Đây. Bề ngang đây của máy là 46. Chiều ngang là 46. 46 rồi. Còn chiều dài. Chiều dài 80. Chiều dài đây là 80. 46 và 80. 80. Chất liệu máy là inox. Đây, đây mình sẽ quay tầm cảnh máy nhá. Đây. Máy xung quanh là bọc inox nhá. Đây, xung quanh là bọc inox. Motor điện 3 pha. Đây, đây mặt sàng này. Mặt sàng thì mình có hai loại mặt sàng, một loại là 3 ly với một loại là 5 ly. 5 ly nhà bọc ở trong. Mình đây có bọc lưới inox cho nên chạy là rất chi là nhỏ. Đây là bọc inox. Bọc lưới. Lưới inox chạy ra rất nhỏ. 1 ly 2. Lưới inox là 1 ly 2. 0,8 cũng có. 0,8 cũng có. Nói chung mọi người thích loại nào mình lắp loại đó. Loại này là nhỏ lắm rồi. Đó, loại này rất nhỏ này. Rất chi nhỏ này. Đấy. Mọi người liên mua máy liên hệ mình số điện thoại 0934 4 số 822 nhá. Xin chào và gặp lại các bạn.